Thưa quý vị, trong thời gian thành phố Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh phải tạm ngưng, cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn. Và cũng chính lúc này, không ít đơn vị cá nhân đã tạm gác việc riêng để chung tay cùng các cấp chính quyền đoàn thể chống dịch và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu các gia đình bị ảnh hưởng dịch bệnh. Chiếc xe 7 chỗ này được lắp vách ngăn để giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và trang bị các thiết bị y tế, quán đổi công năng thành xe cấp cứu kể từ ngày 10 tháng 8 vừa qua. Khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, biệt đội taxi cấp cứu của Mai Linh Cần Thơ sẵn sàng cùng các nhân viên y tế đến những nơi có F0 trên địa bàn để đưa đi cách ly điều trị. Tinh thần của anh em chúng tôi rất là hăng hái, sẵn sàng theo điều động của bên Sở Giao thông, Sở Y tế và thành phố. Anh em nhân viên của chúng tôi thì cũng rất là mong muốn để sao thành phố được quay lại cái tình trạng bình thường. Được biết, Mai Linh Cần Thơ dự kiến bố trí 100 xe taxi 4 chỗ và 7 chỗ để hỗ trợ công tác y tế, gồm vận chuyển F0, đưa đón cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên làm công tác xét nghiệm sàng lọc cùng trang thiết bị y tế. Tất cả lái xe tham gia chiến dịch đều được test sàng lọc mỗi ngày và tiêm vaccine phòng COVID-19. Hơn một tháng nay, thành phố Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội cũng là thời gian mà anh Phạm Đỗ Minh Trung, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, trở thành người vận chuyển các nhu yếu phẩm do anh vận động đến hỗ trợ cho các chốt kiểm soát y tế người dân trong khu cách ly, khu phong tỏa và bệnh nhân nghèo đang lọc thận. Dẫu biết tiềm ẩn những mối nguy, nhưng với anh, lòng tin của các mạnh thường quân, sự động viên từ người thân, bạn bè, đặc biệt là niềm vui của những người được hỗ trợ, là động lực to lớn để anh tiếp tục duy trì công việc ý nghĩa này. Dù trời mưa, trời gió hay là gì, nhưng mà anh vẫn đến đúng giờ. Và các em nó rất là háo hức, rất là cảm động. Và cũng đây thì cũng cảm ơn anh Trung cũng như là Bánh Mì Sài Gòn cũng như những cái nhà mạnh thường quân khác đã hỗ trợ cho các em sinh viên. Tối về nhà nằm thì nhớ lại những cái hoàn cảnh hoặc những cái câu chuyện, những cái hành động mà mình thấy ở trong lúc mình đi hàng ngày thì nó rất là vui và kiểu như nó có thêm cái động lực hơn cho mình hơn nữa để trong các hoạt động thiện nguyện. Thành phố rất là mang ơn và rất là cảm ơn, cảm kích những cái tấm lòng của các mạnh thường quân, các tập thể cá nhân đã cùng với thành phố để hỗ trợ cho người dân trong lúc mà người dân khó khăn và trong lúc mà thành phố cũng khó khăn, để mong sớm vượt qua để thành phố trở lại cái trạng thái bình thường mới. Tấm lòng nhân ái sẵn sàng sẻ chia, không ngại chức giả hiểm nguy, quên mình vì cộng đồng của nhiều đơn vị cá nhân trên địa bàn trong thời gian qua cho thấy vẻ đẹp tâm hồn của những con người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch và bạn bè muôn nơi đã chọn vùng đất Tây Đô làm nơi sinh sống làm việc.